Bây giờ chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến hai MC, đó là chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Hạnh. Em năm nay là 36 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh mở shop mẹ và bé. Em là mẹ đơn thân ạ. Rồi. Mời nhà trai. Nhà lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào Ngọc Lan, bạn gái bên kia. Và chào quý khán giả. Dạ chào anh. Mình là Đặng Ngô Hoàng, sinh năm 1982, quê ở Nghệ An. Mình hiện tại là làm điều hành mỏ đá núi Nứa ở Long Khánh, Đồng Nai. Hoàng là ở Đồng Nai chỗ nào? Dạ em ở Dầu Giây luôn ạ. Rồi mình ở đó với ai? Em hiện tại là em thuê một nhà ở khu thị trấn để em kinh doanh về mạng in ấn mà làm kèm thôi, còn công việc chính của mình là điều hành mỏ đá núi Nứa. Em ở đó một mình luôn. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm nhà gái là gì? Em ưu điểm của em là em thiên về gia đình á, em nấu ăn ngon. Cái ưu điểm của em á là em thích thể thao á chị. Thể thao như là tập gym hay là đánh bóng chuyền. Một ngày bạn dành thời gian cho thể thao là bao nhiêu tiếng? Em dành được khoảng 2 tiếng. Nhiều quá ha. Dạ cũng yoga, gym là hai môn thể thao em tự ơi là vậy em là thích tốt nhất. Rồi đó. Khuyết điểm của em là hơi thẳng tính á chị. Và hơi nóng tính một xíu ạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm là mình là gì? Em thì là dạ, chào anh. Vâng, khuyết ấy là hay bộc lộ cái cảm giác qua thư, do cái môi trường làm việc và do cái suy nghĩ nhiều, những cái mình không làm được là mình ức chế, mình không ức chế thì mình sẽ bộc lộ qua thư, mà bộc lộ qua thư thì là sẽ bị ảnh hưởng vào cái, vì vị trí quản lý là nó yêu cầu cái tâm và cái sự cứng rắn trong vấn đề xử lý, bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài là xem như mình là người yếu đuối. Nhưng mà thí dụ mình gặp người thẳng thắn, mình nóng tính nữa, người ta nói thẳng mình là mình dở quá, xong rồi người ta nóng tính nữa, người ta cự mình luôn, thì đó em xử lý thế nào? Mình cự trị bằng lời nói, bằng hành động, thể hiện rằng là cái sự thiện chí của mình để giải quyết việc đó. Thật ra thì anh này anh hiền. Dạ hiền. Anh có thể chịu đựng được. Có khi nào mình bị thiệt thòi không anh? Nếu mà về thiệt thòi thì chỉ có là những cái người nào gây sự mới là thiệt thòi thôi, còn người không gây sự không như thiệt thòi. Đúng rồi, hay quá. Đây cũng là một trong những cái kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp. Tình duyên của mình sao anh? Kết hôn năm 2007. Dạ. Nó là con mình là một đứa lớn là lớp 10, gái nhỏ lớp 6. Là mình ly hôn năm 2016, là tới bây giờ là 7 năm rồi. Dạ. Mình hiện tại mình đang nuôi hai con. Dạ. Hai con đang ở Nghệ An ngoài với ông nội, còn mình là vào Đồng Nai, là mới vào từ năm 2017, là vào được 5 năm. Tức hai con nhà bà nội nuôi. Dạ, ông nội. Ông nội nuôi. Mẹ mất 16 năm rồi. Bây giờ thí dụ giờ em phải lo cho hai đứa nhỏ nè. Bây giờ thí dụ như em có vợ thì em lo đủ hay không, hay như thế nào đó? Bây giờ em lo cho vợ hay là lo cho con mình? Hiện tại thì em vào đây là mục đích của em là cũng để ổn định một công việc trong này. Thì con sẽ vào học trong Sài Gòn. Thì em sẽ mua một chung cư nếu có vợ trong này, để em có nơi gọi là cái tài sản của mình. Nói như vậy để cho nhà gái hiểu hơn. Chào em gái. Dạ, bây giờ em nghe nhà trai chia sẻ thì em cảm giác một người thế nào? Em cảm giác anh ấy là một người cũng có xu hướng thiên về gia đình như em. Thì cũng hai bên cũng đã qua một lần đổ vỡ và cũng có những đứa con ngoan như thế. Thì em nghĩ là nếu như mà mình có duyên mà đến với nhau á, thì em nghĩ là anh ấy và em sẽ bổ trợ tốt cho nhau ạ. Thì quan trọng là cái tình cảm chân thành thôi. Một cái kế hoạch rất là rõ ràng luôn ha. Em thì cuộc sống mẹ đơn thân thế nào? Thì thực sự anh biết rằng cuộc sống của mẹ đơn thân không có sung sướng gì đâu. Con mình sao? Dạ em xin lỗi em. Không sao đâu em, không vấn đề gì cả. Ban đầu em không nghĩ là em có thể vượt qua tất cả để em nuôi con. Nhưng mà khi mà em nuôi á, thì tự dưng trong con người em nó có một cái gì đó nó mạnh mẽ lắm, em không thể nói ra được. Chị đang hơi quan ngại là anh chàng bên này có thể là hơi khó tánh đó. Tại vì nuôi con một mình là tính toán tất cả mọi cái vậy nè. Có không anh? Không có. Nếu mà về tính cách á, suy nghĩ để nói thế nào, nhưng mà mình rất khổ tâm. Khổ tâm thứ nhất là đời mình sướng. Nhưng mà đời con mình khổ. Mình thấy con mình thua mình nhiều quá nên mình khổ tâm thôi. Nhiều lúc nó thật sự là
cả đêm không ngủ, rất nhiều đêm không ngủ. Đã gọi là phụ lòng với ông bà rồi, tức là bố mẹ mình rồi. Bây giờ tới đời con mình không chăm được tốt thì là thua. Bây giờ nói hỏi để hai bên nghe hiểu hơn nhau nhiều hơn ha. Dạ. Bây giờ thì em mong muốn người phụ nữ thế nào? Cái người vợ thứ nhất thì là tính nói dối. Sau ly hôn thì em còn sợ nhiều kinh nữa. Cho nên em chỉ mong muốn một người vợ của em là có một tính truyền thống chỗ là cam khổ. Tôn trọng em này, tôn trọng cái kích thước vì em là nhà con này. Tôn trọng kích thước. Và tôn trọng cái hoàn cảnh. Tôn trọng hoàn cảnh tức là bố đơn thân. Trời đất ơi. Anh nói nhưng mà nhiều khi dùng cái từ nó chưa đúng giống như tôi. Không phải không đúng mà anh dùng từ rất là dễ thương. Tôi muốn một người phụ nữ cam chịu, cam khổ là không được. Phụ nữ họ có thể phải giải phóng chính mình. Đồng đó. Cam, cộng khổ với đồng anh cam, được. Đồng cam, cộng khổ thì mới đúng. Dạ, đó. Dạ. Có đi người thân đi với em không em? Em có đi với em gái em ạ. Em gái hả? Dạ. Dạ em xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và dạ, tất cả em. Mọi người ạ. Em là em chồng của chị Hạnh. Ngày hôm nay lần đầu tiên mà em mới thấy chị em rơi nước mắt. Thì cái điều đó làm cho em rất là xúc động. Tại vì thật sự em là người xúi chị em tham gia chương trình này. Dạ. Thì thật sự là chị em ở nhà là một người rất là mạnh mẽ, vui tính và rất là kỹ tính. Thì chị em rất là chịu khó. Em nghĩ là rất là phù hợp với lại cái mong đợi của anh. Dạ. Và chị em thì dáng người cũng rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Dạ. Thì em nghĩ lại rất phù hợp với anh bên đây luôn. Em thấy anh là người rất là điềm tĩnh, có cái sự sâu sắc và có cái cách giao tiếp có thể phù hợp với cái tính mà hơi nóng tính và thẳng tính của chị em. Em hy vọng rằng cái nhân duyên này nó sẽ kéo dài lâu. Và em nghĩ là anh chị rất là phù hợp và có thể bổ trợ cho nhau. Em ơi, em là em chồng. Em là em chồng của chị hay là chị là chị chồng của em? Chị là chị chồng của em. Trời ơi. Nghe anh... Dạ em hơi bị run, hơi bị liệu xíu. Rồi cảm ơn những chia sẻ của em. Rồi, anh đi với ai? Dạ, mình đi với chú ruột. Xin chào chương trình, xin chào Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Tôi là chú ruột của cháu Hoàng. Cháu Hoàng là thẳng tính, cháu ít nói lắm. Người không hiểu được là hay chấp. Chú thấy là cô bên này là hoàn cảnh là hình thức thì cũng tạm được này, được này. Rồi là hoàn cảnh giống nhau. Rồi hai về bên là hai bộ trưởng như nhau chứ. Thì là chú thấy cũng được. Rồi cho nhau một cơ hội. Thấy không? Xin hết. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, bây giờ thì cho gặp nhau thôi. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi em. Anh chào Hạnh. Anh chào anh. Đây là những sản phẩm anh làm tặng em, và đặc biệt là bộ áo đôi. Mặc luôn nha. Vâng. Mặc luôn này. Được không? Được không? Cái đầu phải, em từ từ, từ từ. Mình không dám can thiệp vô. Hình ảnh mặc áo cho nhau nó dễ thương lắm á. Đây là đôi có cái nhịp tim chung. Dễ thương quá. Em tặng anh chai nước hoa là như là một cái món quà để anh nhớ tới cái mùi hương của nó, cũng giống như là những cái nhớ tới em, nhớ những cái tình cảm chân thành nhất. Mình tặng. Cái việc từ trước thì anh cũng chưa dùng nước hoa đâu. Thời gian rảnh rỗi anh thường làm gì ạ? Hơn một năm nay anh không có thời gian rỗi. Bởi vì một ngày anh phải online tới 4 hôm rồi. Online học ạ. Em biết công việc anh rất bận như thế thì anh có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc được không ạ? Thực sự là thời gian đi làm là nhẹ nhất. Còn thời gian ở nhà sắp xếp được là hình thức thế này này. Cái thời gian nào thì lấy hàng thì anh chạy. Ví dụ lên Sài Gòn hoặc lên Biên Hòa. Em thấy nhà trai bên đây thì sao? Em thấy anh ấy siêng năng chăm chỉ đấy. Có ý chí nữa. Anh có tố chất để sau này là tương lai đó. Em cần sự chăm sóc, chia sẻ gì từ nhà trai chúng tôi? Em chỉ mong là anh ấy là quan tâm và thấu hiểu, chia sẻ mọi thứ trong gia đình và là chỗ dựa vững chắc cho em. Em có tin rằng nhà trai tôi sẽ làm được? Em tin là anh sẽ làm được. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, bây giờ anh đứng dậy. Nào, chúng ta đến gần nhau chút xíu. Anh nghĩ rằng hai người đều chung một cái số phận hết. Giống như chú nói này đó, mỗi người... cũng có một cái nỗi đau riêng. Bây giờ chúng ta hãy quên đi những cái điều đó. Em thấy em thế nào mà mong muốn người gì? Em thấy cô ấy là người thế nào, nói đi em. Rất tuyệt nha. Em cảm ơn anh. Anh nói thật sự là anh cũng nói hồi nãy, điểm yếu và điểm mạnh của anh hay làm thơ lắm.
Dạ. Anh xin tặng em bài thơ. Dạ vâng. Anh làm thơ con cóc, nói hết góc trái tim, 3/4 anh sống, còn một góc đau em. Hay quá. Anh làm lâu chưa ạ? Hay là mới làm ạ? Mới. À, mới làm. Thực sự thì con người của anh nó còn nhiều cái để làm đó. Nhưng mà cái cơm áo gạo tiền nó áp lực quá. Nó không còn cái khoảng thời gian, cũng không còn sức khỏe để mình làm những việc khác. Nếu như vậy thì anh có chấp được nhận được những cái ưu nhược điểm của em không? Nếu mà mình có duyên mà mình đến được với nhau á. Cái đó là cách ứng xử của những con người với nhau. Đã có tình cảm, đã tôn trọng nhau rồi thì nó sẽ có những cái cách ứng xử để diện, để hòa giải được tất cả về mâu thuẫn. Em mong cái lời nói của anh cũng khác với cái hành động của anh như thế. Nào. Nếu chúng ta cảm giác đây có thể là một nửa của mình thì bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không còn thời gian nữa, không cần bấm. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Không bấm hả? Không bấm chậm. Không bấm chậm thế. Nào. Rồi em bấm chậm hả? Không sao đâu. Bấm chậm. Một nụ hôn đầu tiên nào. Không quê quán ở đâu, công việc hiện tại là gì? Rồi là nói thêm về cái ưu nhược điểm của bản thân mình để cho ban biên tập biết anh nha. Rồi anh ạ. Giới thiệu mình là Vũ Đình Tình, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Mình sinh năm 1987. Công việc hiện tại mình là buôn bán rau rau quả ở trong Bình Dương. Còn ưu điểm nhược điểm mà ưu điểm mình thì cũng bình thường thôi. Sống tình cảm chân thành. Còn nhược điểm là hay nhược điểm là mình thì điểm yếu là kiểu như là có nóng tính, nhậu nhẹt, hút thuốc lá rồi này kia các thứ không á? Tính tình thì bình thường thôi, không có nóng tính, thuốc không hút thuốc. Thì cũng thỉnh thoảng cũng uống, bạn bè tới cũng thỉnh thoảng cũng rủ đi, cũng đi 1-2 lần. Rồi ok, anh cho em xin lại họ tên của mình đi. Vũ Đình Tình ạ. Vũ Đình Tình hả? Dạ. Là anh Tình hiện tại đang làm công việc gì? Dạ, buôn bán rau. À rồi. Ok, là mình bán ở khu vực Bình Dương thôi hả? Dạ. Là mình bán là cái thời gian giờ giấc như thế nào? Mình đi từ 1 giờ sáng đi lấy hàng về gọn hàng. Còn hàng đến 6 giờ sáng. Mình đang làm chung với một đứa em dâu. Ngày 6 giờ sáng đó, em dâu ra nó bán phụ cho mình tới 11 giờ trưa. 11 giờ trưa mình trong lúc về mình từ 6 giờ sáng ngủ đến 11 giờ trưa mình ra. Ra bán 11 giờ trưa ra thay bán tới 7 giờ rưỡi tối mới về. Ủa là anh Tình là quê ở đâu? Quê ở Thanh Hóa. Là bây giờ là mình đang làm việc ở Bình Dương, mình ở trọ hay như thế nào ạ? Dạ, mình ở trọ. Rồi anh bán như vậy thì cái thu nhập của mình trung bình một tháng như thế nào ạ? Cũng thu nhập quân bình một tháng khoảng được 20 triệu trở lên. 20 triệu trở lên. Dạ rồi. Ok, anh trước giờ là trải qua mấy mối tình rồi hay đã từng lập gia đình gì chưa? Dạ, chưa. Cũng trải qua hai mối tình. Rồi anh chia sẻ về hai mối tình này đi. Tình đầu thì quen một gái khoảng 4-5 năm trước rồi. Quen được 1-2 năm. Thì sau thấy bạn gái thấy nhìn thấy kiểu cứ cũng không thấy quan tâm mình, nó thấy không có quen người khác. Thì thấy vậy thôi, mình cũng nói thẳng thật luôn, em muốn quen người khác thì anh cũng nhường cho người khác để em có thể có đường đi. Thế là cô ấy cũng đồng ý. Em bảo thôi thì tình cảm không còn nữa thì
chia tay trong cũng có tình thứ hai, cách đây cũng gần một năm. Cô ấy cũng có một đời chồng rồi mà chưa có con, mình cũng chấp nhận. Không ngờ cô chỉ tận dụng mình thôi, tình cảm mình đặt hết cho cô ấy, nhưng mà cô ấy vẫn muốn lại vay tiền bạc mình ấy. Là cho cô này vay bao nhiêu tiền rồi ạ? Vay lúc đầu thì cho vay ba mươi triệu. Cô ấy bảo cho vay xong rồi trả 10 triệu, đang còn lại 20 triệu nữa mà. Là bây giờ mất liên lạc luôn hay sao? Cũng vẫn liên lạc bình thường, nhưng mà cô ấy kiểu là nói một từ từ sẽ trả thôi, nhưng mà cũng không biết đến lúc nào. Dạ rồi, vậy thì bây giờ anh Tình thích mẫu bạn gái như thế nào anh? Về ngoại hình, tuổi tác, tính cách rồi đó. Tuổi cũng năm nay cũng ba mấy tuổi, có bạn gái chừng chạc một chút. Nói chung là về ngoài nhìn là nhìn lành nhận rồi. Cao khoảng trên một mét dậy. Rồi, gì nữa anh? Tuổi tác vùng miền thì sao? Vùng miền thì cùng quê là từ hai là trong miền Dương, Phước hay là miền Đông Nam Bộ thì cũng có. Tại mình làm việc cần đi lại cho nó tiện cũng được. Rồi, ví dụ người ta đã từng lập gia đình mà chưa có con thì vẫn được đúng không? Nói chung là mình tìm một người bạn gái nào mà chưa có gia đình. Chưa từng lập gia đình. Rồi, ok, còn yêu cầu gì đặc biệt đúng không anh? Dạ không, về hiền lành, chăm sóc gia đình là được rồi. Mình làm ăn. Rồi, ok, nói chung là hôm nay chỉ là buổi cát đầu tiên thôi ha. Nếu mà mình được chọn như có người phù hợp thì sẽ có biên tập trao đổi nội dung kỹ hơn với anh nha. Có dành chờ thông tin từ chương trình nha. Dạ, cảm ơn chương trình nhiều. Rồi, chờ anh Tình mình xong rồi đó, phát cuộc gọi cho em. Dạ, anh nhấn nút đỏ thoát khỏi cuộc gọi giúp em ạ. Dạ, anh nhấn nút đỏ thoát khỏi. Và trên này thêm một chút cho chương trình biết về cái ưu nhược điểm của anh nhé. Mời anh ạ. Em ở Bình Thuận mới này. Lái xe trong công ty ở Bình Thuận. Hiện giờ đang sinh sống ở quê luôn. Tên đầy đủ của mình là gì anh ạ? Tên là Trần Toàn ạ. Mày Trần Toàn. Anh nói lại gì? Anh là Trần Đức Thọ. Trần Đức Thọ. Rồi anh sẽ gọi anh bao nhiêu nhỉ? Chính là một chính là Trần Đức Thọ. Là đang làm lái xe ở Bình Thuận luôn đúng không? Đúng rồi. Lái xe như vậy thu nhập của mình có ổn định không anh? Để tiền lương thì cũng ổn định. Trong này tổng mình rồi mình chia sẻ một chút về cái chuyện tình trường của mình. 85 là mình đã từng lập gia đình chưa ạ? Hiện giờ thì đang độc thân. Là mình chưa từng kết hôn lần nào đúng không anh? Anh phải chia sẻ rõ nha. Hiện giờ là mình độc thân là đúng rồi, nhưng mà trước đó thì anh đã từng lập gia đình lần nào chưa? Chưa luôn. Rồi vậy thì anh chia sẻ những mối tình đó đi, là quen bao lâu, sao mà không hợp, không tiến đến được với nhau? Mối tình nào? Mình 3 năm, tức là 20 tuổi, cho đến năm 23.
Coi như là gặp người nào cũng là không hợp, mà cái mối là dài nhất là 3 năm đó hả? Ừ. Rồi là ví dụ như trong thời gian mình tạm biệt này kia có tìm hiểu tiếp xúc ai thêm không hay như thế nào? Anh nói một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi anh Thọ. Điểm mạnh thì biết nấu ăn, nói chung là hòa đồng vui vẻ, thì nấu ăn được không? Nói chung là những cái món ăn đơn giản thôi. Muốn mà để mà một mình thì phải học thêm. Có những điều mà hay vượt trội luôn á, rồi cái nói mua gì á, hết hồ thôi chứ không có để bụng. Ủa cái này là mình ngủ sao mình biết hay ai nói, ai ngủ kế bên mình nói hay sao? Ai nói ai nói? Ba nhập lại nhập cái đó nói. Ừ. Thế là ngủ chung bạn gái, bạn gái nói vậy không? Không. Không ngủ. À là hồi giờ chưa ngủ chung bạn gái lần nào đúng không? À rồi à, anh Thọ chia sẻ về cái hình mẫu bạn gái anh mong muốn đi nè, à, ngoại hình tuổi tác vùng miền đường sao? Dạ đây đơn giản thôi, mọi người là được, là đừng có mong quá, mọi người là được. Còn khu vực thì em muốn quen tình hình như ở Bình Giang cũng được, mà đang tiếp đổi lại thôi, đổi lại tới Bình Giang thôi chứ còn xa hơn. Ví dụ cùng quê đó mà người ta đang làm việc ở Sài Gòn này kia cũng được luôn hay sao? Dạ. Nói chung là cũng gần ở nhà là được mà. Ừ. Mà ví dụ người ta cũng cùng quê với mình mà người ta đang làm việc ở Sài Gòn thì có được không á? Dạ cũng được. Ờ, rồi ok tiếp đi anh ơi, về tuổi tác này kia thì sao? Ừ. Ừ. Coi như cái người bạn gái này cũng chưa từng lập gia đình luôn hay sao anh? Ờ, rồi. Nhưng mà lỡ có người ta lập gia đình mà người ta chưa có con rồi này kia được không? Rồi, ok. Rồi có. Ừ. Ừ. Coi như là đã lập gia đình mà chưa có con thì được, đúng không? Ừ, dạ rồi, ok. Còn yêu cầu gì đặc biệt ở người bạn gái đúng không anh? Ừ. Ủa là anh Thọ ở ngoài đó là anh có ở chung với gia đình, ở chung với ai không? Ở chung với ai anh nói to giùm em đi. À, là sau này ví dụ có vợ là cũng phải về làm dâu đúng không? Ừ. Rồi em thấy anh Thọ hiền quá nè. Bây giờ là có tổ tài cho em được cái gì không? Ca hát chỉ múa hay à, thể thao được gì được không? Ừ, rồi hát thử em nghe bạn đắng đi rồi mình kết thúc cái buổi cáp ngày hôm nay. Rồi hát luôn đi anh. Rồi, ok anh.
đông quá em khỏi đâu. Chẳng này hai đứa yêu nhau một bước thật nhiều. Chẳng này hai đứa yêu nhau một bước không nhiều. Một quan hai đứa ước mơ đã quá xa xưa. Mãi nhờ chẳng đau ước tâm được em. Để mình đẹp mãi có em. Để mình đẹp mãi dưới tung thật xinh. Trời ok, đó lên là phải tự tin mạnh dạn như vậy nha. Bên nhà gái người ta mới đồng ý cho mình cơ hội để hẹn hò. Chứ người ta thấy mình nhát nhát này kia quá, người ta cũng không có bắt nút chọn mình đâu nha. Nếu mà được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ hơn với anh về nội dung nha.